Đi từ từ thôi. Nè, em mệt không? Dạ mệt. Ngồi nghỉ đi. Cẩn thận. Em vẫn còn mệt lắm chị ơi. Em đỡ mệt chưa? Dạ. Ráng chút xíu. Thì tại em đang sốt mà. Đi, vô đây. Dạ. Dạ, mời khách quan. Dạ. Dạ, dạ. Cho em tôi một tô cháo hành. Dạ. Nấu loãng, thiệt là loãng nha. Dạ, tại dạ. Nó đang bị bệnh. Dạ, còn cô dùng gì? Lúc nãy tôi ăn rồi, nên còn đang no lắm. Một chén thôi. Dạ. À, dạ. Cho tôi hỏi, ở đây có cần mướn thêm người làm không? Dạ, ở đây không cần. Dạ, không cần tới. Tiểu Nhị. Dạ. 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 Em ráng nha. Dạ cháu đây ạ. Dạ còn dĩa này nữa. Mời khách quan. Mời khách quan. Lúc nãy tôi đâu có gọi món này. Dạ chỉ đồ ăn này là ông khách bên kia mời cô. Ông đã trả tiền rồi ạ. Cô không cần phải lo ạ. Thì ra là hai chị em cô xa cờ lỡ bước tới đây. Hoàn cảnh thiệt là tội nghiệp. Cũng may là tiền nữ còn sức khỏe để đi làm thuê nuôi em. Xin hỏi đại nhân có biết chỗ nào cần người làm không? Làm ơn chỉ giúp cho tiền nữ. Cô nương gặp ta là may mắn rồi. À mà thôi, cứ ăn xong bữa đi rồi theo ta. Ta có một nơi rất là tốt, có thể đảm bảo cuộc sống cho hai chị em cô. Minh Kha, mau đa tạ đại nhân đi. Không có gì. Dạ, đa tạ đại nhân. Tình hứa kìa, ở đây ai mà không biết nghề giắt mối buôn người của ngươi. Thấy người ta lỡ bước xa cơ khổ như vậy, ngươi cũng không tha nữa sao? Nè, tên kia, ngươi nói ai vậy? Vị này là... Cô quá tin người rồi đó. Mau tránh xa cái tên buôn người đó ra. Nếu như cô không muốn trở thành gái lầu xanh. Minh Kha. Được, hôm nay là hứa ta sẽ cho ngươi một bài học. Nhà ngươi liễu hồn đó. Ân nhân. Cảm ơn ân nhân. Mày nhờ có ân nhân, nếu không tiền nữ đi bị mắc lừa rồi. Chảy nhiều máu quá. Thôi được rồi, cảm ơn cô nữ. Tiện nữ mới phải nói lời đa tạ ân nhân. Cậu đi rồi, làm tôi chạy đi tìm cậu nãy giờ luôn. Có chuyện gì sao? Ông có cậu về đi giao hàng gấp. Thôi chết, tôi có chuyện phải đi rồi. Bảo trọng nha. Dạ.
Có duyên sẽ gặp lại cô nương. Ơ nhưng đi cẩn thận. Ta đi nha. Xin chào cô. Dạ. Hai chị em lỡ bước xa cơ tới đây đó hả? Tội quá. Mà hên đó nha, không là bị lừa bán vô lầu xanh là hết đời luôn đó. Chị ơi, chị có biết gần đây có chỗ nào cần nhận thêm người làm không? Rồi cho ta túc nữa, cái gì con cũng làm được hết á. Dọn dẹp, nấu ăn may giá, cái gì cũng được hết. Để nhớ lại coi. À nhớ rồi, ở bên làng bên á, có một cái xưởng may gia đình của cô Thanh Hòa, hình như là đang thiếu người á. Bữa cổ qua đây, cổ hỏi tìm người đó. Thật sao? Vậy con sẽ đi liền, đa tạ gì đã chị. Ừ. Minh Kha à, mình đi thôi em. Dạ. Đi, mình đi đi em. Dạ, thưa dì con. Chào đi cô. Chào ba. Thiệt tội nghiệp quá. Chào tỷ. Chào tỷ. Mọi người cứ làm đi. Em vô đi. Vô đây. Ở đây là xưởng dệt của nhà ta. Hai chị em tôi thật là may mắn khi được bà chủ nhận vô làm, rồi lại còn cho chỗ tá túc. Ta tên là Thanh Hòa, không lớn hơn Mùi bao nhiêu tuổi đâu, cứ xưng hô tỷ muội cho gần gũi. Dạ. Công việc ở đây tuy lương không cao nhưng nhẹ nhàng. Cũng may là ta vừa có hai người thợ mới xin nghỉ việc để về quê nên chỗ còn trống. Hai chị em có thể ở tạm ở bên kia kìa. Tỷ, vậy là mình có nhà, khỏi ở ngoài đường hả tỷ? Cái này á là mình chỉ ở nhờ thôi. Dạ. Cậu bé nói đúng rồi đó. Cứ xem ở đây như là nhà của mình đi. Quyền Trân à. Dạ. Có gạo trong lu á, mau nổi lửa bắt cháo cho cậu em ăn đi. Tỷ thấy nó vẫn còn sốt cao đó. Thành Hòa tỷ tỷ, đại ơn đại nghĩa này của tỷ Quyền Trân không bao giờ dám quên. Minh Kha, mau cảm tạ đại tỷ đi. Dạ. Thôi được rồi, không cần phải nặng lòng như vậy đâu. Sau này cứ làm việc chăm chỉ, coi như là đã trả ơn cho ta rồi. Dạ, Quyền Trân sẽ cố gắng ạ. Dạ thưa cha, con mới về. Sao hôm nay về trễ quá vậy con? Dạ con ghé qua đằng xưởng. Cha ơi, hôm nay con có nhận thêm hai thợ mới. Cô ấy và em trai của cô ấy rất là tội nghiệp, tứ cố vô thân, đói no từng bữa, tới đây tìm người thân mà không có gặp, nên lang thang ngoài đường. Cũng may mình vừa có hai thợ nghỉ việc. Con thấy họ tội nghiệp quá nên nhận họ vô làm và cho họ tá túc. Con tính vậy thì cũng phải, ở bên đó thì cũng tiện. Nè, coi cơm nước ăn uống nghỉ ngơi cho nó khỏe ha. Dạ. Cha ơi, sư huynh Bảo Ân đi đâu rồi? Sao con không thấy? Nó đi giao hàng rồi. Cái thằng nó siêng năng lắm đó con. Cha biểu để mai nó đi giao hàng rồi mà nó không chịu. Nó nói là phải giao ngay đêm nay, để mà sáng mai ta đóng hàng sớm người ta giao. Dạ. Ca ca từ trước tới giờ là vậy mà, anh siêng năng lắm. Nè. Dạ. Hai đứa con á, liệu tới chừng nào? Liệu gì chứ. Cha này, tao nói có sai đâu. Con cũng không biết nữa. Con thấy sư huynh Bảo Ân lúc nào cũng coi con giống như là em gái vậy á. Chứ thì nó ở trong nhà này từ nhỏ,
Lúc cha mẹ nó chết á thì cha đem nó về đây cha nuôi. Lúc đó nó độ chừng lên năm à. Còn con cũng cỡ 3 tuổi hả? Hai đứa quấn quýt với nhau, thân thiết với nhau như vậy mà không thành đôi mới là lạ. Thôi, cha đừng có nhắc lại. Cha kỳ quá. Đúng là ân nhân rồi. Cô nương là... Tôi nhớ ra rồi. Hôm nay trông cô khác lắm. Tỷ nữ có ý tìm gặp ân nhân từ hôm đó tới giờ. Vậy sao? À tôi quên nữa, tôi còn nợ cô chiếc khăn tay. À, không dám. Tỷ nữ chỉ muốn gửi lời đa tạ. Tới quý danh cũng chưa kịp hỏi, thật là đáng trách. Như vậy là cô cũng đã ổn định rồi. Tôi mừng cho cô. Dạ, cũng may tiện nữ gặp toàn người tốt như ân nhân đây. Cứ gọi tôi là Bảo Ân được rồi, không cần phải khách sáo. À, Quyền Trân nè. Quyền Trân nè. Dạ. Ta thấy hoàn cảnh của cô cũng cơ cực lắm. Nếu như có việc gì khó khăn, cứ việc nói với ta một tiếng. Dù gì thì ở đây cô cũng không còn ai để nhờ cậy hết. Có gì thì cứ nói với ta. Dạ, tiện nữ biết rồi. Tới giờ rồi, chắc tôi phải về. Tôi chào huynh. Nếu có dịp, ta sẽ đến gặp muội và tiểu đệ. Hay là ngày mai ta sẽ hẹn gặp muội ở tại chỗ này, có được không? Dạ. Tỷ nè, xong đợt hàng này là mình khỏe rồi ha. Tỷ nè, tỷ có hôn phu chưa? Sao tự nhiên hôm nay muội lại hỏi vậy? Vì muội nghĩ tỷ giỏi giang xinh đẹp như vậy thì có biết bao nhiêu người muốn cầu thân chứ, như là mấy ông khách hôm nọ đó. Thì cũng có, nhưng mà tỷ không thích họ. Vậy là tỷ có người trong mộng rồi đúng không? Người đó đang ở sát bên tỷ đây. Chứ mộng gì. Vậy sao? Vậy sao còn không mau mau cho người ta uống rượu mừng nữa? Thôi, tỷ là con gái mà, mấy chuyện đó để cho người ta quyết định đi. Hey, chàng nào mà chậm chạp dữ vậy. Tỷ của em vừa đẹp vừa giỏi giang như vậy mà không chịu nhanh nhanh cái tay lên. Thôi, không nói chuyện của tỷ nữa. Còn muội thì sao? Muội hả? Muội cũng có một người để mơ mộng, nhưng không biết ý người ta như thế nào đâu. Nè, vậy gặp nhau trong trường hợp nào vậy? Nói tỉ nghe đi. Lúc muội cùng Minh Kha lang thang thì gặp phải kẻ xấu. Cũng may là nhờ có người đó vạch trần chân tướng kẻ xấu, cho nên muội mới thoát nạn. Vậy là anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Rồi sao nữa? Sau đó thì có gặp lại, nhưng chỉ có một mình muội tơ tưởng thôi. Người ta không có ý gì hết. Chắc là chàng trai đó tuấn tú phong nhã lắm đúng không? Chàng hả? Chàng có một gương mặt thật là hiền và một giọng nói thiệt là thanh tao. Chàng đúng là một người tốt đó. Nghe tỷ dặn nè,
Lần sau nếu mà có gặp mặt á, mụi cứ nói thẳng tâm tư của mình cho chàng hiểu đi. Người tốt như vậy không có được để lỡ. Rủi cô nào chợp lấy thì uổng lắm đó. Thôi, mụi ngại lắm. Con gái ai lại đi tỏ tình trước chứ. Mình muốn đến thăm nơi mà mụi đang trú ngụ có được không? Không tiện đâu. Đó là nơi mụi làm việc đông người lắm. Có sao đâu. Chẳng lẽ mụi không có quyền quen biết một ai đó hả? Cứ từ từ đã. Mụi ngại lắm. Còn Quynh thì sao? Như ta cũng đã nói với mụi, hoàn cảnh hai ta khá giống nhau. Có lẽ vì vậy mà khi ta gặp mụi, tự nhiên ta lại thấy như có một mối tương quan nào đó rất sâu sắc. Quynh mồ côi từ nhỏ, bá phụ là người đã nuôi dưỡng Quynh, yêu thương, coi Quynh như là con ruột của mình. Ngoài ra, Quynh cũng có một tiểu muội là ái nữ của bá phụ, và hai người này chính là gia đình của Quynh. Quynh thật là may mắn. Nhưng mà Quynh lại nghĩ khác. Quynh lại nghĩ người mà gắn bó với Quynh suốt cuộc đời này, đó chính là muội. Quyên Trân, đây là những lời nói thật lòng của ta đó. Muội nào dám mơ chuyện cao xa như vậy. Sư huynh, sao qua đây sớm mà không báo cho mụi biết trước vậy? Cha nói là hôm nay mụi bị ho, cho nên là huynh chưng lá tần mang qua cho mụi uống. Sao mụi không biết chăm sóc bản thân mình gì hết vậy? Cảm ơn huynh nhiều nha. Huynh làm mụi cảm động quá. Còn bày đặt ơn nghĩa gì nữa, mau uống cho hết nha. Dạ. À, huynh có nghe cha nói là mụi cưu mang một cô gái và có thu nhận gì làm thợ hả? Dạ đúng rồi. Để chút xíu mụi giới thiệu với huynh nha. Quyên Trân, lại đây. Dạ. Sư huynh, đây là Quyền Trân, thợ mới của xưởng mình đó. Quyền Trân, còn đây là Bảo Ân, sư huynh của tỷ đó, người mà tỷ vẫn thường hay nhắc tới đó. Quyền Trân à, xin muội hãy hiểu cho huynh. Lòng huynh đối với Thanh Hòa chỉ là tình huynh muội mà thôi. Trong lòng huynh lúc nào cũng coi em ấy như là em gái cả. Nhưng mà tỷ ấy không nghĩ như vậy. Tỷ tỷ đang chờ huynh mở lời đó. Mở lời gì chứ? Huynh là người trong mộng của tỷ. Mà muội thấy tình huynh dành cho tỷ cũng không nhỏ đâu. Hai người còn chờ gì nữa cho mất công. Thực ra Quynh đã có cảm giác rất lạ ngay từ lần đầu tiên gặp mũi. Quyền Trân à, người mà Quynh thực sự trung động đó chính là... Quynh đừng nói nữa. Tỷ tỷ là ân nhân của mũi, mũi là người đến sau. Mũi thấy chúng ta không nên gặp riêng nhau như vậy hoài nữa. Hôm nay là lần gặp cuối. Mũi chào Quynh, chúc hai người hạnh phúc. Quyền Trân, Quyền Trân. Sao Bảo Ân, ý cha tính nãy giờ như vậy á, con thấy sao? Gia đình mình á, tuy không còn ai, nhưng mà cũng phải bày biện cho nó đủ lễ nghi chứ. Cha sẽ mời bà con chòm sớm, rồi bằng hữu hai bên, tính ra cũng phải hơn 10 mâm đúng không con gái? Dạ, đúng rồi cha. Con thấy được không Bảo Ân? Bảo Ân. Dạ, bác phụ nói sao ạ?
Bảo ơn. Dạ được, con đồng ý. Chàng sao vậy Bảo ơn? Không sao cả. Mà sao cũng được mà. Chàng có chuyện gì không vui hả? Không sao. Dạ thưa bá phụ, nếu có chuyện gì bá phụ cứ bàn bạc với Thanh Hòa đi. Con thấy hơi nhức đầu, con xin cứu. Bảo Ân nó bị sao vậy con? Con cũng không biết nữa. Nhưng mà cha, cha đã coi ngài chưa? Vậy là trong tháng này luôn phải không cha? Càng sớm càng tốt, xong xuôi hết mọi chuyện cho an tâm. Giờ lành tới là phải chuẩn bị ngay. Nguyệt Trân à, hãy ra gặp huynh đi. Huynh còn vài lời chưa nói hết với muội. Nguyệt Trân à, muội đừng lo, huynh không làm muội khó xử đâu. Huynh chỉ muốn trả lại kỷ vật này cho muội trước khi cử hành hôn lễ thôi. Em muội. Sao? Em của muội, cứu em của muội đi. Kha, 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 phải đi gặp đại phu thôi, em là không kịp đó. Giúp đỡ cho huynh một tay đi. Thanh Hòa, Thanh Hòa, con mời mấy chú nước à. Ra cha biểu rồi. Tới giờ này rồi mà thằng Bảo Ân nó đi đâu, nó không có ở trong phòng. Nó có nói với con là nó đi đâu không? Dạ, huynh ấy chỉ nói với con là huynh ấy có việc phải ra ngoài một chút. Huynh ấy sẽ về đúng giờ làm lễ. Trời ơi, sao mà lạ vậy? Giờ tốt cha đã coi rồi, quá canh giờ này là không thể làm lễ được đâu. Bây giờ có biết nó đi đâu mà kêu người đi tìm nó đây. Con cũng không biết nữa. Sao giờ này mà chưa thấy Tần Lan nữa ha bà?
Sắp tới giờ rồi mà sao lại tính bạc vậy? Giờ sao đây ông? Không có tốt đâu. Đúng rồi. Quá giờ lạnh đâu. Trời ơi. Quá giờ lạnh luôn rồi. Chắc có chuyện gì đâu cơ anh ơi. Chắc có chuyện gì đâu. Vậy đó. Chưa có chuyện gì đâu. Mọi người đừng lo lắng quá. Chắc là có chuyện gì. Trời ơi. Sắp tới giờ thành thân rồi, chắc là mọi người lo lắng cho Huynh lắm. Huynh đi về nhà đi, để lo làm lễ với chị Thanh Hòa. Huynh không thể nào bỏ đi trong lúc này được. Huynh muốn ở bên cạnh muội để chăm sóc và đỡ đần. Nhưng còn hôn lễ, tỷ ấy làm sao có thể tha thứ cho Huynh được. Âu cũng là số mệnh. Ta với Thanh Hòa đúng là không có duyên. Nhưng mà ta cũng nói thật lòng, ta với nàng mới là một đôi. Từ khi gặp nàng, lòng ta không lúc nào nguôi ngoai về hình bóng của nàng. Ta... Hai người Tỷ. Thanh Hòa. Tỷ. Thanh Hòa. Hòa. Thanh Hòa. Tỷ. Thanh Hòa. Thanh Hòa. Hòa. Tại sao? Thằng bất nhân bất nghĩa, tại sao mày dám lường gạt con gái của tao? Con xin bá phụ nghĩ lại mà thương tình. Con nào có ý lừa gạt Thanh Hòa muội đâu. Từ trước tới nay, con chỉ coi Thanh Hòa như là tiểu muội, không hơn không kém, không hề dính dương chuyện tình cảm trai gái ở đây. Nhưng tại sao? Nhưng tại sao mày đồng ý làm lễ cưới với nó, rồi bây giờ mày lại sanh lòng như vậy hả? Là sao? Cha, con xin cha đừng nói nữa. Người ta đã có người khác rồi, cha không thấy sao? Bá phụ, con biết lỗi. Con đồng ý tiến hành hôn lễ vì để đẹp lòng người và tiểu muội. Hơn nữa, người con gái mà con thật lòng yêu là Quyền Trân đây, lại mang ơn của Thanh muội, cho nên đã khước từ tình cảm của con, buộc con phải chấp nhận thành hôn. Không ngờ đến phút chót, tiểu đệ của nàng đã gặp chuyện, cho nên con đã... Ta không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Ngươi là một tên súc sanh, dám làm lỡ gì con gái của ta. Cha, con gái của cha không còn điều đó. Thanh Hòa, tha lỗi cho huynh. Ta không cần. Bá phụ,
Con xin bá phụ hãy tác hợp cho con và Quyền Trân ở đây. Hãy cho con được quyền định đoạt với ngẫu của con. Ngươi, ngươi, ngươi. Trời, bá phụ. Trời, bá phụ, bá phụ à. Làm sao vậy cha? Trời, bá phụ. Trời, bá phụ à. Trời, bá phụ à. Bá phụ, giờ tỉnh lại đi cha. Tránh ra đi, tránh ra. Các người vừa lòng chưa? Các người đã giết cha tôi rồi. Trời ơi là trời, tôi căm thù các người, tôi hận các người. Cha ơi cha. Sức khỏe của bá phụ sao rồi huynh? Bá phụ đổ bệnh nằm liệt giường, một mình Thanh Hòa chăm sóc không xuể. Hai ngày qua huynh phải phụ một tay. Hẹn gì mấy bữa nay không thấy tỷ ấy đi theo. Với lại chắc là giận muội lắm, không muốn nhìn mặt muội nữa. Chúng ta ráng cho qua giai đoạn khó khăn này. Đợi bá phụ khỏe lại, huynh sẽ xin rước muội về làm nương tử. Muội cũng không biết phải tính sao nữa. Huynh cũng thật là đáng trách, tội nghiệp Thanh Hòa quá. Tôi có sao đâu mà tội nghiệp. Thanh muội, sao muội lại ở đây? Bá phụ sao rồi? Thanh Hòa tỷ, muội có lỗi với tỷ quá. Hai người đừng có thái độ đó nữa được không? Bảo Ân huynh, chúng ta không có duyên phu thê thì chúng ta vẫn còn tình huynh muội đúng không? Còn Quyền Trân nữa, muội không có lỗi gì với tỷ hết á, chỉ là số mạng chơi khăm chúng ta thôi. Nhưng mà tỷ cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, duyên số là do trời định, muội và Bảo Ân vẫn là hai người mà tỷ quý mến. Hai người hãy đến với nhau đi. Bảo Ân à, huynh cứ đưa muội ấy về nhà, chúng ta vẫn sẽ là người một nhà. Là lời thật lòng của muội sao? Muội tốt quá, huynh thật lòng chúc phúc cho muội sẽ gặp được một tướng công tốt sau này. Đội ơn tỷ, kiếp này muội mắc nợ tỷ quá nhiều. Nhà có thêm người không phải là chuyện hay hay sao chứ? Trong khi cha đang nằm bệnh một chỗ mà. Đúng rồi, Quyền Trân nè, chúng ta hãy cùng nhau đi về để chăm sóc cho bá phụ có được không? Ừ. Nha. Con quạ này to quá. Trời, nó bị sao vậy? Thôi chết, chắc nó bị gãy cánh nên rơi xuống đây. Hay là mình cứu nó? Ba. Đúng là bị gãy cánh rồi. Ta biết có một loại lá có thể giúp làm liền xương. Ngươi đợi ta ở đây nghe. Xong rồi đó. Giờ làm sao ta? Bỏ người ở lại đây á, lỡ có chuyện gì thì ngươi chết chắc đó. Hay là bây giờ ta đưa ngươi về nhà, trời vết thương lành lặn rồi, muốn bay đi đâu thì bay, được không?
trở thành tỷ thay, lại mắng ra nhiều chuyện cho coi. Giờ ăn rồi, tao có mang cho người một ít cơm nguội nè, người ăn đỡ nghe. Ta xin được mấy hộp cơm mà đau đầu quá. Ném chút xíu nữa thôi là ta bị phát hiện rồi đó. Qua 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 qua. Hôm nay á, cánh của người đã liền lại rồi nè. Qua 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 qua. Cánh lành lại rồi. Ngày mai ngươi bay về rừng của ngươi được rồi đó. Qua qua. Nè, lần sau á phải cẩn thận hơn, đừng có để bị thương nữa, biết chưa? Qua 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 qua. Tỷ sao vậy? Có sao không? Có sao không? Lập phải để ý chứ. Mùi không sao đâu. Coi kìa, ta chảy máu rồi, như vậy làm sao làm được nữa? Mùi phải làm thôi, chứ không làm sẽ không kịp số hàng, tháng sau phải giao rồi. Ủa, cảm Trân đâu? Dạ. Sao ta không thấy vậy? Hàng thì nhiều, làm không có kịp giao cho người ta, mà bây giờ chị ấy còn đi mua sắm. Dạo này thấy tính tình thay đổi hẳn ra, thích trưng diện xe xua, không có còn chịu khó như hồi trước nữa. Không biết làm đẹp cho ai ngắm nữa. Đàn bà, con gái đẹp là để cho đàn ông ngắm thôi. Nhưng có chồng rồi mà trưng diện là hơi bất thường đó nghe. Thôi, lo làm đi mấy tỷ. Quynh à, Quynh đừng có để tâm mấy lời đó nha. Quyền Trân sao lại bỏ đi chợ về lúc này chứ? Mùi có nói, nhưng mà Quyền Trân nói là công việc cứ từ từ mà làm. Tại mùi ấy có hẹn với lại người ta, lựa mấy khúc dễ đẹp, sợ ra trễ thì người ta lại mua mất. Vậy cũng được sao? Mùi thấy Quyền Trân thích mấy khúc dễ đẹp thì đâu có sao đâu. Quynh cũng đừng nên hằng học với mùi ấy. Mùi làm tiếp đi nha, nếu mệt thì nghỉ ngơi nha. Quynh đi đây. Đi đâu về vậy? À, em đi chợ. Chàng coi mấy khúc vải này nè, màu nền nã và đẹp quá đúng không? Chính tay em lựa hết đó. Chàng coi đi. Ta không mang đến chuyện này, nàng xem lại mình đi, đừng để thị phi như vậy. Tỷ bị kim đâm vô tay thôi. Tỷ, Bảo Ân tới xưởng có chuyện gì vậy?
Sao tự nhiên lại nói với mụ những lời hằn học khó nghe quá vậy? Chắc là sư huynh đang mệt đó mà. Tay của tỷ có sao không? Không, không sao đâu. Nè, em nghe lời tỷ ra chợ mua mấy khúc vải với mấy cây trăm nè. Tỷ coi thử có vừa ý không? Đẹp quá ha. Nè, đủ rồi nha. Sau này làm ơn nhớ giao hàng sớm sớm cho ta nghe. Dạ, cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã chiếu cố. Đây, cây trăm này á là hàng thượng hạng, rất quý hiếm. Ta mua từ Quý Quốc, em cầm đi, tặng em đó. Tôi không nhận đâu, cảm ơn ông nhiều. Cứ nhận đi cho ta vui. Người đẹp vậy á mà làm lụng chi cho cực khổ vậy? Hay là em làm vợ bé ta đi, sẽ được sung sướng tấm thân. Ông nói vậy không sợ bố mẹ vợ của ông làm phiền tới tôi hả? Thôi mà, tôi chỉ muốn an phận thủ thường thôi. Bốn bà vợ ở nhà toàn là đồ ăn hại, đẻ toàn là dịch trời, cả bậy, thấy chán lắm. Ta đang tìm kiếm một đứa con trai để nối dõi. Nếu em ưng thuận, em muốn gì sẽ được nấy ha? Em đồng ý nha, làm vợ bé ta nha. Thôi, cái trăm này tôi xin phép ông tôi nhận. Bây giờ tôi xin phép tôi về trước, cảm ơn ông. Ngồi đây. Em đẹp quá. Quyền Trân, tỷ. Sao giờ này em còn làm nữa? Nghỉ tay một chút đi. Còn một chút thôi, gần xong rồi. Quyền Trân nè, hồi nãy tỷ có đi chợ, sẵn ghé ngang mua một cây trăm để tặng cho muội nè. Cây trăm đẹp quá, sao tỷ không giữ lại mà dùng? Muội á cực khổ bữa giờ, công việc cũng nhiều lắm rồi, muội cần phải được thưởng khích lệ, cho nên tỷ mua tặng muội, muội cứ nhận đi, đừng có ngại ngùng nữa mà. Cài thử lên tóc cho tỷ xem nào. Đẹp quá, rất là hợp với muội. Muội cảm ơn tỷ. Sao lúc này nàng có vẻ thích chân diện quá vậy? Đâu có đâu, trầm này là do Thanh Hòa tỷ tỷ tặng cho đó. Thôi, không nói chuyện này nữa, đi ngủ thôi. Cây trăm tặng cho Quyền Trân đúng không? Cây trăm? Cây trăm nào?
Quy đâu có tặng gì đâu. Ủa? À, có phải là cây trăm màu đỏ mà Quy Trân mới cài đúng không? Đúng rồi, nàng ấy nói như vậy đó. Huynh à, thật ra có chuyện này không biết là Mùi có nên nói cho Huynh biết hay không nữa. Sao vậy Mùi? Nhưng mà Huynh phải hứa với Mùi á là sau khi Mùi nói xong thì Huynh đừng nói lại với Quyền Trân nha. Nếu không Mùi bị mang tiếng là lắm chuyện đó. Được, Huynh hứa, Mùi cứ nói đi. Thật ra cây trăm đó là của một người đàn ông. Ông ta tặng cho Quyền Trân. Ông ta có vẻ thích Mùi ấy. Mỗi khi Mùi ấy đi giao hàng, ông ta còn buông lời giễu cợt nữa. Nhưng mà Mùi đã khuyên Quyền Trân một lần rồi mà Mùi ấy không nghe Mùi. Nhận của người ta như vậy á là mang ơn rồi. Sau này kìa, Huynh, Huynh. Kìa tỷ, tỷ sao vậy? Tỷ có sao không? Tỷ, tỷ có sao vậy? Tự nhiên tỷ thấy choáng váng quá. Quyền Trân. Dạ. Em đi giao hàng thay tỷ được không? Muội hả? Nếu đến trễ là ông Lý sẽ giận đó. Nếu muội không đi thì tỷ đi cũng được. Tỷ, tỷ. Thôi được rồi, để muội đi cho. Muội đến quán trọ gặp ông Lý nha. Dạ. Các muội ở lại lo cho tỷ nha. Dạ. 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 Muội đi nghe. Ừ, khổ thân muội. Dạ. Tỷ sao rồi? Thấy trong người có khỏe không sao chưa? Đâu. Quynh đi theo Mùi. Nhưng mà là chuyện gì? Cứ đi theo Mùi. Tới thường xuyên. Nhớ đó, thiếp lúc nào cũng đợi chàng hết. Nhưng mà nàng á phải phục vụ ta cho đàng hoàng đó nha. Dạ. Công tử đi đường cẩn thận nha. Để chút nhiều công tử đi một đoạn nữa nha. Cẩn thận công tử. Được rồi. Tại sao Quyền Trân lại đến chỗ này chứ? Chuyện này chắc Quyền phải hỏi Quyền Trân mới rõ. Quán trọ là nơi hò hẹn của nam nữ, Huynh biết mà. Mùi đây, Mùi còn không tin. Thật là tác đấy. Bảo Ân. Là Thanh Hòa tỷ bị bệnh cho nên nhờ tôi hôm nay đến giao hàng. Ông kiểm tra hàng đi rồi trả tiền cho tôi để tôi đi về. Nè, ông làm cái gì vậy? Có gì đâu mà cô em gấp chứ. Ta không ngờ cô Thanh Hòa lại có cô em gái đẹp như thế này. Chà, cây trăm em cài đẹp quá. Nếu như em đồng ý, ta sẽ mua thật nhiều để tặng cho em. Con ra. Em chịu ta đi. Con ra. Em chịu ta đi. Rồi lăn lên.
Quyền Trân, bây giờ bộ có nói gì thì huynh ấy cũng không hả giận đâu. Để từ từ sau này rồi mình khuyên nhủ huynh ấy. Mậu Ân chắc là huynh ấy lại đi uống rượu một mình rồi. Cũng tội cho huynh ấy chứng kiến vợ mình bước vào quán trọ và đang tay trong tay với một người đàn ông khác, biểu sao mà không giận được chứ. Nhưng mà sự thật đâu phải là như vậy. Muội muốn giải mày nhưng mà huynh ấy bỏ đi đâu mất dạng hả? Lời nói của muội bây giờ thì liệu huynh ấy có còn tin nổi hay không? Cho dù huynh ấy không tin, muội vẫn sẽ cứ nói. Tỷ, tỷ biết sự thật mà. Hay là tỷ đi nói với muội đi nha. Ít ra muội vẫn còn có tỷ làm chứng cho muội trong chuyện này mà. Muội muốn tỷ nói làm sao đây? Thì tỷ cứ nói hết sự thật ra là được. Muội à, tỷ không thể, tỷ không thể thấy mà không nói được. Không thể nào để huynh ấy bị cắm sừng mà ngoảnh mặt làm ngơ được. Tỷ xin lỗi muội, ngàn lần xin lỗi muội. Tỷ nói cái gì vậy? Những gì mình làm, mình cần phải có trách nhiệm. Tỷ có lỗi với muội, tỷ không thể nào nói với huynh ấy như vậy tỷ được. Tỷ à, tỷ bình tĩnh lại đi. Muội à, tỷ. 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 Máu hả? Mùi, 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 mùi dám là mùi làm cái gì vậy? Tỉnh ra. Thanh Hòa, mùi có sao không vậy? Thanh Hòa, mùi không sao. Cô thật quá đáng mà. Mùi, mùi có sao không vậy? Mùi, mùi không hiểu gì hết. Chuyện gì vậy? Tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Mùi đau. Không sao, không sao. Mùi vừa phải thôi nha. Mùi thật quá đáng. Mùi, Bảo Ân, huynh đi thật sao? Huynh nghĩ là huynh buộc phải đi xa một thời gian để tốt cho huynh và tốt cho muội ấy. Mà huynh đi đâu chứ? Muội lo lắng cho huynh lắm. Huynh không sao đâu.
Huynh tạm thời tránh mặt một thời gian, khi nào Huynh nguôi ngoai Huynh sẽ quay về mà. Nhưng mà Huynh định là không gặp mặt Huyền Trân trước khi đi hả? Huynh không muốn nhắc tới tên người đó nữa. Huynh thật là một kẻ mù giữa ban ngày, mới chọn cô ta vì làm vợ. Huynh không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Chính vì vậy Huynh muốn đi xa để hỏi lòng mình lại có thể tha thứ được hay không. Bảo Ân, Huynh đi muội sẽ nhớ Huynh lắm. Huynh hãy bảo trọng nha. Mong là Huynh sẽ quay về sớm. Huynh đi đây. Mùi vừa nghe tin của anh Bảo Ân. Huynh ấy đâu rồi? Huynh ấy đã lên đường rồi. Huynh ấy đi đâu? Sao Huynh ấy không nói với mùi một tiếng? Huynh ấy muốn tránh mặt cô nên đã bỏ đi rồi. Sao lại tránh mặt mùi? Huynh ấy phải cho mùi một lời giải thích chứ. Có phải tại tỷ, tỷ đã nói gì với Huynh ấy đúng không? Tại sao tỷ lại đối xử với mụ như vậy? Cái gì? Ai đối xử với ai? Ai đã cưu mang hai chị em cô, cho cái nghề, cho chỗ ở, để rồi đổi lại tôi được cái gì chứ? Cô đã dùng nhan sắc mê hoặc Bảo Ân và cướp Huynh ấy trên tay của tôi. Vậy mà cô muốn tôi phải đối xử với cô tử tế đàng hoàng hả? Hả? Thành Hòa tỷ, sao tỷ có thể nói với mùi những lời cay độc đó? Mùi biết, mùi biết là mùi đã làm cho tỷ buồn. Nhưng mà duyên nợ là do trời định, không ai cướp đoạt của ai hết. Mùi không nghĩ là tỷ có thể đem lòng thù hận cho tới bây giờ. Chứ nếu cô là tôi, cô sẽ làm như thế nào đây? Hai tay đem dâng người yêu cho người khác mà miệng vẫn phải nói cảm ơn hay sao chứ? Hay là cô muốn tôi phải giả cười giả vui và sống để nhìn hai người ngày ngày hạnh phúc bên nhau, đúng không hả? Tôi không phải là thánh nhân, càng không thể nào nhìn những cái điều đó trước mặt tôi hàng ngày được. Những gì cô nhận lấy hôm nay chính là nhân quả mà cô đã gây ra trước đó. Nếu tôi mà không được hạnh phúc thì cô cũng đừng hòng được hạnh phúc. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. Tất cả là do tỷ đã sắp đặt hãm hại tôi. Tôi không ngờ tỷ lại có thể nuôi lòng thù hận để bày kế chia rẽ hai chúng tôi. Tôi sẽ đi tìm Bảo Ân, nói rõ hết tâm địa của tỷ. Vậy nè, cô đứng lại. Bảo Ân sẽ không bao giờ tin một người đàn bà lăng loài như cô đâu. Cô có nói cạn lời cũng không thay đổi được gì đâu, nghe chưa? Bây giờ Bảo Ân đi rồi thì cô cũng nên đi đi. Cô buộc phải đi ra khỏi nơi này. Ngôi nhà này không phải là nhà của cô. Bảo Ân không phải là chồng của cô. Giờ đây không thuộc về cô. Đi đi. Nè, đừng có ở đó mà nằm dạ nữa. Cô Giấy, không ai thương hại cô nữa đâu. Mau ngồi dậy và cuốn gói đi đi. Đi. Tôi không thể chết được. Tôi không có ý mà.
trơn. Chính là ta. Ta đã được ân nhân cứu sống ngày nào. Tại sao ta lại... Ta chết rồi phải không? Ta đầu thai làm quả đen sao? Sao ta lại nghe được tiếng chim? Ta vốn không phải là quả đen bình thường. Công lao tu luyện hàng trăm năm mới sắp sửa thành người. Nhưng do phải nhường một nửa trái tim cho ân nhân để cứu mạng người, nên tạm thời ta phải chịu lốt nửa người, nửa quả. Là sao? Là sao? Tại sao ta lại quá kiếp thành quả đen? Ta không hiểu, tại sao? Ân nhân bị người đàn bà đó sát hại, đã tắt thở. Do tình thế quá cấp bách, cần phải giữ mạng sống cho ân nhân, nên ta phải móc tim mình, xẻ đôi một nửa cho ân nhân. Thành thử, ân nhân bây giờ cũng phải chịu lốt nửa người nửa quả như ta. Trời ơi, ta phải chịu kiếp quả này suốt đời hay sao? Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà gặp phu quân của ta. Ta muốn về nhà. Quả, ta muốn được về nhà. Sẽ có cách. Ân nhân cứ yên tâm. Uống, uống. Mời anh. Này đó, thôi, tí nữa tôi còn ra đồng nữa. Tại sao? Tại sao là như vậy chứ? Tại sao? Rồi,
Bảo Ân, thôi mà, huynh đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Huynh à, đàn bà rất hay siêu lòng, nhẹ dạ trước những lời đường mật. Huynh biết như vậy, sao huynh cứ đi miết? Vợ trẻ đẹp không chịu quan tâm. Đồ thứ đàn bà trắc nết lăng loạn, ta không cần. Thôi mà Bảo Ân, biết vậy nhưng anh cũng không nên tự hủy hoại đời mình như vậy chứ. Đừng buồn nữa, rồi đây sẽ có người con gái khác xứng đáng với huynh mà. Ai? Ta không còn tin vào một nữ nhân nào hết. Đến Quyền Trân mà cũng phụ bạc, bỏ đi không nói một lời. Quyền Trân, ta hận nàng. Quyền Trân à, mau về đây. Quyền Trân à, huynh sai quá rồi. Quyền Trân, để huynh về huynh về nha. Ta hận nàng. Ta hận nàng. Quyền Trân. Đang bỏ ra đi. Em đưa ta đi. Quyền Trân, sao nàng lại làm như vậy với ta chứ? Trinh Trà, Trinh Trà, Trinh Trà, Trinh Trà, Trinh Trà, Trinh Trà. Bảo Ân, Bảo Ân, bỏ ta ra. Người làm gì vậy? Bảo Ân. Quả đi. Chuyện này là sao? Ta bị hoa mắt rồi. Tại sao ta lại thấy bóng dáng của Quyền Trân trong con quả đen này chứ? Ân Nhân, còn không mau lên tiếng để trấn an phu quân của mình đi. Bảo Ân, là thiếp đây. Chàng không nhận ra thiếp sao? Trời ơi, ma quỷ, chim nói tiếng người, cứu tôi với, cứu tôi với. Thiệp là Quyền Trân, là hiện thê của chàng đây mà. Chàng ta hốt hoảng cũng phải. Ân Nhân, hãy mau chứng minh mình là Quyền Trân đi. Không, Quyền Trân đã phụ bạc bỏ ta đi rồi, còn Quyền Trân nào hiện thân ở đây chứ? Nhưng đây đúng là giọng nói của vợ ta mà. Phu quân, thiếp bị người ta hãm hại cho nên mới ra nông nỗi này. Sống được kiếp nửa người nửa thu đã là may mắn. Nếu chàng chưa tin, thiếp xin đưa ra kỷ vật này, thứ mà chàng đã trao cho thiếp trước khi chàng đi xa. Chàng hẹn với thiếp, sau hai mùa trăng sẽ về, chúng ta sẽ cất nhà ra riêng. Chàng có nhớ không? Đúng rồi, đây là cây trâm ạ, là cây vật ta trao cho nàng. Sao lại ở đây chứ? Vì đây chính là hiền thê của ngươi chứ sao? Không thể nào có chuyện kỳ lạ như vậy được. Ân Nhân, hãy mau kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chàng ta nghe đi. Em nghe lời tỷ ra chợ mua mấy khúc vải với mấy cây trâm nè. Quyền Trân. Dạ. Em đi giao hàng thay tỷ được không? Mũi hả? Quyền Trân nè, hồi nãy tỷ có đi chợ, sẵn ghé ngang mua một cây trâm để tặng cho mũi nè. Chịu thang đi. Đồ lăn lên. Bảo Ân, Bảo Ân. Quyền Trân, bây giờ bộ có nói gì thì huynh ấy cũng không hả giận đâu. Ngôi nhà này không phải là nhà của cô. Bảo Ân không phải là chồng của cô. Giờ nơi đây không thuộc về cô. Đi đi. Quyền Trân, ta đã hiểu hết rồi. Cần thân chỗ nàng quá, ta phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm với nàng đấy. Thần Điếu à, hay là
Ngài hãy hóa kiếp cho tôi thành chim để tôi được ở bên cạnh nàng đi. Không được, một mình thiếp cam chịu là được rồi. Không, ta phải trả lại sự trong sạch cho nàng. Không thể nào để nàng mang tiếng nhơ nhuốc cả đời này được. Ta phải trừng trị kẻ đã ám hại nàng. Vô ích thôi chàng à. Thật ra là vẫn có cách. Bảo Ân, nếu ngươi quyết tâm như vậy thì hãy làm theo lời ta nói. Lạy trời, Quỳnh đã về rồi. Mùi đang lo cuốn cuồng, không biết là tìm Quỳnh ở đâu nữa. À, có phải là con quạ đó đã nhầm Quỳnh với một con mồi khác, chúng thả Quỳnh ngoài đồng hả? Quỳnh có bị thương ở đâu không? Vô đây đi, để mùi coi ta cho. Ta không sao, khỏi đi. Không sao là tốt quá rồi. Đúng là ý trời ha. Quỳnh hãy uống miếng nước đi. Uống miếng nước rồi ra sao mùi sẽ nấu nước để cho Quỳnh tắm, tẩy trần hết, tống tiễn tà ma xui xẻo đi. Rồi sau đó chúng ta thành thân. Tại sao lại phải vội vàng quá vậy? Ta phải đi tìm Quyền Trân trước cái đã. Mà Quynh à, mùi ấy đã tư tình rồi bỏ đi, làm sao Quynh biết đâu mà tìm. Bỏ đi? Nàng ấy đi theo ai mà tư trang áo sống vẫn còn nguyên? Chẳng phải hiền thế của ta bị mất tích một cách bí ẩn hay sao? Hả? Quynh nói cái gì vậy, mùi không hiểu gì hết. Ta thật không ngờ con người của mụi lại hiểm độc như vậy, xuống tay hại chết Quyền Trân, đổ tội nhơ nhuốc cho nàng ấy và biến ta thành một kẻ thất phu ngu xuẩn. Nghe thôi lời xúc xỉm của mụi, mụi đã trở thành một người đáng sợ từ khi nào vậy hả? Quynh, Quynh à, sao hôm nay Quynh lại nặng lời với mụi như vậy chứ? Mụi đâu có tội tình gì, mụi đã cưu mang nó, đã tác hợp hai người đến với nhau rồi. Bây giờ Quynh còn đổ tội cho mụi nữa. Mụi hãy sám hối tội lỗi của mình đi, hãy ăn năn cầu xin sự tha thứ. Mụi đừng giữ thái độ gian ngoa như vậy. Nhưng chứng cứ đâu mà Quynh đổ tội cho mụi chứ? Quynh bị điên rồi hả? Ở hiền gặp lành, hiền thê của ta đã được quả thần cứu mạng. Hai con quả xà xuống mang ta đi, họ chính là Quyền Trân và quả thần, nào có biết không? Quan đường, chuyện này không thể nào xảy ra. Quynh bị đạt giỏi quá. Mụi có cần ta nói rõ là mụi đã tính kéo sát Quyền Trân định quăng xuống sông đúng không? Nhảm nhí, nhớ giận, làm gì có chuyện đó. Được, ta sẽ đi tìm viên ngọc Hoàng Nguyên. Có viên ngọc này, Quyền Trân sẽ trở lại thành người và sẽ chỉ thẳng kẻ đã hãm hại nàng ấy. Bảo Ân, Bảo Ân, Bảo Ân nghe mụi giải thích nè. Ngọc Hoàng Nguyên, Ngọc Hoàng Nguyên ở đâu? Lẽ nào trên đời này có một viên ngọc Hoàng Nguyên thật sao? Nữ nhân từ đâu tới, muốn cầu cạnh điều gì? Đúng là đạo sĩ rồi. Hèn gì thiên hạ đồn ngài có viên ngọc Hoàng Nguyên, có thể biến hóa người thành thú, thú thành người, trăm lại ngàn lại đạo sĩ. Còn được người ta chỉ tới đây để xin thỉnh viên ngọc Hoàng Nguyên. Không mấy ai trên đời này biết được viên ngọc quý này. Vì sao ngươi cần nó? Dạ, dạ con, dạ con có người thân bị quá thú, muốn trở lại kiếp người. Nghe nói chỉ có viên ngọc Hoàng Nguyên mới có thể cứu được. Thì ra ngươi có lòng tốt muốn cứu người như vậy sao? Dạ. Giá trị viên ngọc này á là vô kể, ngươi mua nổi không?
Dạ. Dạ, con đã bán hết gia sản, gom được chừng này, mong đạo sĩ nhận cho. Thôi được. Ta thấy ngươi cũng có thành ý, ta đồng ý tặng cho. Dạ, đội ơn đạo sĩ. Nhưng mà ta dặn rõ, đúng giờ ngọ, ngươi cầm viên ngọc này và gọi tên người đó, thì họ sẽ trở lại làm người. Bằng ngược lại, nếu lúc đó ngươi mà lỡ tay làm dở nó đi, thì đời đời kiếp kiếp người đó sẽ mãi mãi trong lốt thú mà chết dần chết mòn. Dạ, con nhớ rồi, thưa đạo sĩ. Dạ, đội ơn đạo sĩ, đội ơn đạo sĩ. Gần đến giờ ngọ rồi, ta sẽ đập nát nó. Nguyên Trân, là chính người ép ta hành xử như vậy. Hạnh phúc lẽ ra là của ta mà ngươi lại chiếm đoạt. Ta sẽ đập nát nó. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Chính tôi đã giết hại Huyền Trân. Tôi không cố ý đâu, nhưng tôi căm thù nó vì nó đã cướp bảo ân của tôi. Nó đáng chết, nó phải chết đi thì tôi mới đòi lại bảo ân được. Nó phải đời đời kiếp kiếp làm công dân, nó đừng quay lại đây nữa. Tôi căm thù nó, tôi hận nó. Đời đời kiếp kiếp nó sẽ không bao giờ trở lại thành con người nữa. Tôi sẽ đập nát viên ngọc này, đập nát nó, chết đi. Đây là viên ngọc chân thiện, người cầm nó không nói dối được và sẽ thú nhận tất cả tội lỗi mà mình đã gây ra. Ông đạo sĩ, đúng là ông rồi. Viên ngọc gì mà kỳ lạ vậy? Sao tôi đập hoài mà đập không được? Ông đập nó đi, đập nát nó đi, đừng cho con Quỳ Trân trở lại làm người. Đập nát nó đi, đập nát đi. Đây mới là ngọc hoàng nguyên. Viên ngọc quý có 102 trên đời này. Ân nhân sẽ trở lại lốt người và sẽ thực sự hồi sinh. Nếu nhận được hơi ấm từ lòng yêu thương chân thực của ai đó. Quỳ Trân à, nàng hãy uống đi. Không. Nhanh lên đi mà. Không được cho nó uống. Không. Không được cho nó uống mà. Không được cho nó uống. Không được cho nó sống lại. Không. 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 Quỳ Trân à. Quỳ Trân. Quỳ Trân à. Quỳ Trân. Nàng có sao không vậy? Quỳ Trân. Quỳ Trân à. Quỳ Trân. Nàng à. Nàng có sao không vậy? Quỳ Trân. Quỳ Trân. Quỳ Trân. Quỳ Trân à. Quỳ Trân. Quỳ Trân. Quỳ Trân. Quỳ Trân. Quỳ Trân à. Quỳ Trân. Nàng tỉnh lại rồi. Nàng tỉnh lại rồi hả? Bảo Ân. Ta đây. Bảo Ân. Ta đây. Vì đạo sĩ này đã cứu nàng đó. Ơn sâu như biệt, cô xin tạ ơn. Tiện nữ được cải tử hoàn sinh là nhờ ngài. Kiếp nạn qua rồi, hãy sống bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Ta đi đây. Ông đạo sĩ đi đâu rồi? Đạo sĩ ơi, ông đi đâu vậy? Cho tôi đi với. Trái Duy Ngọc lại cho tôi phải đập nát nó. Trả lại đây. Không có được để con Huyền Trân nó sống lại. Không có được. Tỷ tỉnh lại đi. Tỷ tôi phải có cái Duy Ngọc đó. Tôi phải đập nát nó. Đập nát nó. Đập nát nó thì con Huyền Trân nó không trở lại làm người. Đập nát nó. Tỷ tôi phải đập nát nó. Tôi phải giết chết nó. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho Thanh Hòa cho đến khi nào nàng ấy bình phục hẳn. Nàng thấy sao? Lòng chàng cũng là ý của Thiếp. Tôi phải giết nó. Thanh Hòa tỷ, căm thù nó. Dù gì chúng ta cũng là người chung một nhà. Nó ở lại nhà tôi đâu. Nó phải chết. Đừng mang trong lòng sự thù hận nữa. Nó phải chết. Tại sao giờ? Lại đây. Không thể nào như vậy được. Tôi phải đòi lại bảo ân của tôi. Tôi phải đòi lại bảo ân của tôi mà. Tôi yêu bảo ân mà. Tôi yêu bảo ân nhiều lắm. Trả bảo ân lại cho tôi đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Nhà ma kìa tụi bay. Ghê quá hả? Nói chuyện. Nói. Ê, mẹ tao nói bả là ma đó. À không phải, bả là do ma đẻ ra. Cha vô nhà đi, cha đừng có đứng ở đây. Má Công từ nhỏ đi ngang ném đá rồi trúng cha nữa đó. Chắc chia bọn trẻ hả con? Con gái à? Dạ. Đi nhớ về liền nha, đừng có nghe ai rủ rê đâu. Dạ, con biết rồi. Con đi đây. Có nghe cha tôi dặn gì chưa? Hôm nay á, tôi không tới mấy nơi mà mấy người nói đâu. Đừng có theo người ta nữa mà. Trời ơi, tránh ra đi. Không thấy người ta sợ hả? Em van chị đó chị. Chị giúp em đi báo quan đi chị. Hắn ta đã cưỡng bức em, còn giết chết em nữa đó chị. Còn em nữa chị. Em không thích mẹ em suốt ngày cứ khóc lóc gọi tên em, làm cho em lỡ mấy lần đi đầu thai. Cứ ná đi miết. Chị nói với mẹ em giúp là kiếp sau em sẽ làm lại con của mẹ em. Hai người, tự đi mà nói đi. Em xin chị, em van chị giúp giùm tụi em. Giúp tụi em đi chị. Trời ơi, ngày nào mấy người cũng mua quanh tôi như vậy, khiến cho người ta tưởng tôi là bị điên kìa. Thôi, để tôi chết luôn đi cho rảnh nợ. Tôi nói rồi đó, hai người đừng đi theo tôi nữa nha. Trời ơi, con Nguyệt lại lên cơn đó rồi kìa. Ghê quá, sao thấy nó tối ngày toàn nói chuyện với hồn ma không? Thì nó là con của ma mà. Chuyện gì vậy con? Cha hứa với con á là năm con 18 tuổi, cha sẽ cho con biết tất cả sự thật về mẹ của con. Con được sinh ra như thế nào? Mà sao thiên hạ thấy con là xa lánh, né tránh, còn xì xào sau lưng con á là con của ma. Con có gì khác người đâu chứ. Mà sao những oan hồn nó đeo bám con không rời à? Con gái à, miệng đời biết mấy cho vừa, những oan hồn đó có làm tổn hại đến con không?
hay họ đã chết một cách đáng thương? Con không biết. Đó là chuyện của họ. Sao họ cứ kéo theo làm phiền con? Mà không phải là người khác chứ. Con muốn sống một cuộc sống bình thường. Con không muốn chơi với những hồn ma. Con à, vì con là một đứa trẻ đặc biệt, số phận đã trao cho con một khả năng đi lại được giữa hai thế giới âm và dương, là cầu nối cho những oan khiên có cơ hội để giải bày. Tại sao con không lấy những điều đó làm phần phúc cho mình mà lại đi oán trách như vậy? Cha nói gì mà con không hiểu. Cái gì là đặc biệt, cái gì là đi giữa âm dương hả cha? Con của cha bây giờ đủ lớn khôn rồi. Thôi thì cha cũng không cần phải giấu giếm chuyện năm xưa nữa. Con hãy nghe cha kể đi, rồi tự chiêm nghiệm về phần số của mình. Mình ơi, 18 năm đã trôi qua mà sao tôi vẫn thấy đau xót trong lòng, như chuyện mới xảy ra từ hôm qua vậy. Con tôi khát khao bóng tay ai cho bố thế bà đời đời. Tới đón con về, càng sớm càng tốt nha mình. Nha mình, nhớ tới đón con về nha mình. Mình ơi, số phận thật là nghiệt ngã, đã cướp đi hai mẹ con. Tôi sống mà cũng như là đã chết rồi vậy đó. Nếu không phải lo toan cho mẹ già, chắc là tôi cũng đi theo mình cho khỏi lẻ bạn. Đau đớn biết chừng nào khi tôi không thể mang được thi hài của mình theo. Tôi đành phải gửi lại quê người. Đủ 49 ngày, tôi sẽ quay lại xin bốc mộ. Mình và con ráng chờ tôi. Mình có sống khôn thác thiên thì hãy hiểu cho tôi. Lá vàng còn ở trên cao, lá xanh sao dẫu lìa cành. Con ơi là con. Ông trời ơi, sao ông khắc nghiệt vậy? Cùng một lúc mà ông phải bắt tôi mất cả hai, cả cháu lẫn con dâu. Sao ông không bắt tôi chết thay cho mẹ con đứa đi? Mẹ à, mẹ đừng quá đau lòng như vậy.
Vợ con vắng số. Bây giờ mẹ lỡ có chuyện gì con sống làm sao nổi hả mẹ? Ông trời ơi, cháu của tôi chỉ còn có mấy ngày nữa đã chào đời rồi. Sao ông không để cho nó có cơ hội để thành người, để cho cha con nó gặp mặt nhau, cho bà cháu tôi được gặp mặt nhau? Sao ông nỡ? Mẹ đừng quá lo lắng nữa. Con à, cái chỗ mẹ con của nó nằm đó có được đàng hoàng không con? Mẹ đừng quá lo lắng. Bà con ở đó họ biết vợ của con bụng mang dạ chữa, đột ngột qua đời, cho nên họ cũng thương lắm. Biết là con nhà xa không tiện đưa thi thể của vợ con về, nên họ bảo là mai táng tạm thời vợ con ở đó. Họ hứa với con họ sẽ chăm sóc mộ của vợ con đàng hoàng. Nhưng mà thật lòng, mấy hôm nay trong bụng của mẹ sao nó thấy nôn nao sao? Nó giống như là bị lửa đốt vậy đó con. Con cũng thấy vậy đó mẹ. Không hiểu sao đêm qua con nằm mơ một giấc mơ rất là lạ. Con thấy vợ của con về, nàng khóc lóc dữ lắm, mà hình như là trên tay của nàng có bọc một đứa trẻ sơ sinh đó mẹ. Chắc là do con nghĩ nhiều về vợ con của con, rồi con mơ tưởng vậy thôi. Chắc là như vậy. Nghĩ mà cũng tội cho nó. Đã gần đến ngày sanh nở rồi mà còn nằm mơ nằm mộng để thấy cái điểm xấu. Thì tôi đừng có tin. Còn thinh thầy ông thầy bà nói là cao số mẹ với con, để vượt đường xa đi cho tận nơi, để xin mùa về để được bình yên. Bình yên đúng không thầy? Mà giờ con phải nằm ở nơi xa lạ quê người. Con ơi là con. Trời ơi, lỗi là tại con. Tại con không ngăn cản nàng. Chứ nếu mà lúc đó con ngăn cản nàng thì cớ sự đâu có ra như vậy. Thôi con à, đâu cũng là cái số. À, quan khách. Từ từ thôi này. Dạ, hai vị tới thuê phòng hả? Đúng rồi, ông còn phòng không? À, dạ còn chứ. Cho vợ chồng ta một phòng. Chúng ta chỉ ở lại đây đêm nay, ngày mai sẽ lên đường sớm. À, dạ được. À, tôi trông phu nhân có vẻ mệt. Đúng rồi, giờ ta đang mang thai, với lại đi đường xa cho nên mệt. Rồi xin mời hai vị đi lối này, có gì thì quý khách cứ sai bảo. Sáng mai chúng tôi sẽ lên đường sớm. Dạ. Mình mệt rồi, vào thôi. Mình ơi, đừng làm ta sợ mà. Cố lên đi Mình. Cố lên Mình ơi. Mình ơi, Mình ơi, đừng làm ta sợ. Mình ơi, đừng làm ta sợ mà. Mình ơi. Khách quan, có chuyện gì khách quan? Vợ của tôi. Mình ơi, tỉnh lại đi. Đừng làm ta sợ mà Mình ơi. Mình ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Mình ơi. Mình ơi, Mình đừng làm ta sợ mà. Tỉnh dậy đi Mình ơi. Khách quan, vợ của ông tắt hơi rồi. Mình ơi, tỉnh lại đi Mình ơi. Nàng không thể chết được. Nàng còn mang con của chúng ta mà. Nàng sắp lâm bồn rồi Mình ơi. Nàng sắp làm mẹ rồi Mình ơi, tỉnh dậy đi Mình ơi. Mình ơi. Khách quan,
Bây giờ ngài liệu bề thế nào? Bây giờ ta rối quá, ta không biết phải làm sao cả. Nhà của ta cách đây mấy ngày được, mà mấy bữa nay trời mưa to, cho nên là sạt lở núi, không thể nào đi lại được. Chắc là ta với vợ của ta phải ăn dầm nằm về ở ngoài đường để chờ thông thương được. Lẽ ra ta phải đưa vợ ta đi về hướng Bắc để mà lễ chùa theo như nguyện vọng của nàng. Nhưng mà sau nàng vắng số, cho nên phải nằm lại ở đây. Bây giờ ta không biết phải làm sao cả. Xin ông hãy giúp ta. Dù sao á thì cũng phải mai táng nàng ta, đâu thể nào chờ thông đường được. Có khi một tuần nửa tháng mới đi được thì sao? Xin ông hãy giúp ta. Ta là khách vãng lai, cho nên ta không biết phải tính làm sao cho hợp lẽ cả. Hay là để tôi xin với làng cho ông được mai táng nương tử của mình ở tạm đất này, để cho nàng cũng đỡ tủi thân, rồi sau này thuận tiện ông quay lại bốc mộ đưa về quê. Được nghe con chị Bằng, xin cảm ơn ông. Ông ơi, ông trời ơi, cô làm tôi hết hồn hả? Ông cô, tôi muốn mua cháo. Như cô đâu phải ở làng này phải không, mà sao đi mua cháo sớm á vậy? Giờ này mới qua giờ Sửu hả? Tôi cần nước cháo, con tôi mới sanh mà tôi thì lại bị tắc sữa nữa. Tội vậy mà sớm quá, cháu chưa có nhừ mà sao người nhà không đi mua? Trời ơi trời, còn sương lạnh cái gì, cô đi mới sanh nữa, cô đi vậy không có tốt đâu. Người nhà của tôi ở xa lắm, còn thân tôi thì có xá gì, chỉ tội là tội cho Hải Nhi. Thôi được rồi, đợi tôi chút để coi cháu nhừ rồi tôi sẽ bán cho cô nha. Nóng nữa nha. Cảm ơn ông. Đi cẩn thận á, trời còn tối lắm đó. Cẩn thận cô ơi. Vậy lúc này sao tôi giật mình quá. Ai mà tới mua đồ sáng sớm phải không ông? Cô đó mới sanh mà mua cháo về cho con, mà cổ tôi mất sữa rồi. Vậy à? Tội chưa. Thôi dọn quán mở cửa bán đi. Lửa nó tắt bên kia kìa ông. Biết rồi, nghề của tôi mà. Ủa, gì kỳ cục vậy nè? Gì vậy, gì kỳ? Ông à, hả? Ra tôi nói này nghe nè. Gì vậy?
sao mà trong tô tiền của mình á lại có cục đá. Có chuyện này nữa. Trời đất ơi, ông còn hỏi tôi nữa. Cái tô tiền này là chỉ có mình tôi với ông giữ thôi à. Ông có để ai thọt tay vô trong tô tiền của mình không? Ai chơi ác mà liền cục đá vô đây vậy trời. Ai mà chơi ác? Ông chứ không ai á. Sao tôi? Thì đó, mắt của ông chắc quán gà hay là đứng nhiều chuyện người ta rồi bị người ta lừa gạt, thay vì người ta bỏ một cục bạc đây bỏ cục đá vô ông không hay biết gì á, đúng không? Chẳng trao được coi nhiều đâu, người ta lừa gạt làm cái gì? Tức thiệt á. Để tôi đếm nha, tôi đếm tiền bán sáng giờ ha, mất bao nhiêu là tôi biết liền à. 1, 2, 3, 6, 10, 4, 15. Mất nhiều không? Rồi, mất tiền đúng một chén cháo. Mất con chén hả? Đúng một chén cháo. Một chén cháo. Thôi, mình lời đâu có như không ai lừa gạt thôi. Coi như mất chén cháo coi như là mình cho người ta ăn no dạ vậy thôi. Đấy, nhưng mà tôi tức lắm nha. Thà là xin đi thì tôi cho. Tôi biết. Đằng này đừng có lừa gạt mình cái kiểu đó nha. Để tôi coi nha. Từ hồi sáng tới giờ khách mua hàng của mình á, ai đáng nghi ngờ nhất nè. Rồi. Tôi hả? Không, tôi biết rồi. Ai hả? Người đáng nghi ngờ nhất là mẹ Lú ở xóm xú cho mày á. Ủa, mà tại sao bà nghĩ tới bà đó là sao? Thì đó, bà đâu có nghèo đâu ha, ăn ở không, chuyên đi lường gạt thiên hạ. Đây nè, hôm bữa đi chợ, tôi với bà đứng kế bên lựa ngay chỗ sạp vải đó. Bà mua vải người ta, bà trả cho người ta 10 quan tiền. Mà trong đó hả, bà gài vô hả 1 quan tiền giả. Bị người ta bắt gặp tại chỗ rồi đó. Vậy mà còn chối đại đại nữa đó. Có chuyện đó nữa hả? Ừ. Ờ bà thân, lừa gạt như vậy là đáng rồi, xứng đáng là lừa gạt. Như tôi hỏi bà cái nồi cháo mình lời đâu có nhiêu ha, mà lừa gạt làm cái gì? Thôi coi coi như mình bố thí đi ha. Tức bà lúa thiệt á. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, đi chợ đi. Nè. Hả? Ở nhà coi quán á, tiền bạc cẩn thận, đừng để bị lừa nữa nghe chưa? Tôi biết rồi, còn bà cũng vậy nữa. Sao? Bỏ qua cái chuyện này đi nghe. Ra thì chợ mà gặp bà Lú rồi thấy rồi bà đi kiếm chuyện với người ta đi. Ờ, cảm ơn ông nha. Hả? Là sao? Nhờ nhắc bà Lú tôi mới nhớ. Cầm cục đá nè, ra ngoài chợ mà cứ gặp bà Lú hả, tôi hỏi cho ra lẽ. Sao kỳ vậy ta? Ai đâu mà lừa gạt, mà không lừa gạt tại sao có cục đá? Nè. Hả? Ở nhà coi quán á, tiền bạc cẩn thận, đừng để bị lừa nữa nghe chưa? Tôi biết rồi, còn bà cũng vậy nữa. Sao? Bỏ qua cái chuyện này đi nghe. Ra thì chợ mà gặp bà Lú rồi thấy rồi bà đi kiếm chuyện với người ta đi. Ờ, cảm ơn ông nha. Hả? Là sao? Nhờ nhắc bà Lú tôi mới nhớ. Cầm cục đá nè, ra ngoài chợ mà cứ gặp bà Lú hả, tôi hỏi cho ra lẽ. Sao kỳ vậy ta? Ai đâu mà lừa gạt, mà không lừa gạt tại sao có cục đá? Ủa, bà Phấn. Ủa, sáng nay đi chợ chưa vậy? Trời ơi, ở nhà có chuyện, cứ lằng nhằng qua lằng nhằng lại ra mới chợ trễ vậy nè. Ờ, hai bà có thấy bà Lú đâu không? Tôi thấy bà cãi lộn ngoài chợ á. Ờ, ừ. Tôi ra ngoài đó tôi cãi lộn tiếp nữa nè. Chuyện gì? Chuyện gì? Bà gạt vợ chồng tôi, nghĩ sao vậy? Bán chén cháo mà có lời bao nhiêu tiền đâu. Ờ. Nỡ lòng nào mà tờ mờ sáng ha. Chồng tôi bán cái bà chén cháo, bà đưa cục đá, bà nói chồng tôi là cục bạc. Vậy mà chồng tôi cũng cầm nữa, đây nè. Ê, bà thấy không? Trời, cục đá. Rõ ràng đây là cục đá chứ đá gì? Mà. Hình thù nó khác cục bạc mà. Ừ. Vậy đó, mà không biết chồng tôi quán gà hay là bả cho chồng tôi ăn bồ mê xuống lú hay sao đó. Ông cầm cục đá, ông nói cục bạc. Sáng ra đưa tôi cầm tôi mới biết đây là cục đá. Tức không? Tôi ra tôi chửi cho biết mà. Cái vụ này tôi nghe quen quen à nghe. Quen là sao? Là bả lừa đảo bà luôn hả? Gần đây nè, có người kể tôi nghe chuyện y chang vậy nè. Là sao? Có người ban đêm á đi mua đồ đưa cục bạc, nhưng mà sáng ra cái người bán hàng kiểm lại là cục đá. Đúng rồi,
Chuyện này gần đây tôi cũng có nghe nữa đó. Chuyện này hả? Chỉ có người âm á mới làm được thôi. Ma đó. Bà cũng nghe nữa hả? Tôi có nghe. Nghe rồi. Thiệt mà. Ghê vậy? Ê, 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 ông đi chợ hả? Chợ gì nổi nữa. Thôi đi vậy. Ông chủ ơi. Ông chủ ơi, ông chủ. Ai đó? Kêu cửa sớm vậy? Trời, bữa nay lạnh quá vậy nè. Cô có phải là người mua cháo hôm qua phải không? Sao mua cháo sớm mới vậy? Giờ này chưa có cháo. Thôi cô đi đâu một chút đi. Rồi lát nữa trở lại đây nha. Ông chủ ơi, ông làm ơn á, bán cho tôi bát cháo đi. Con tôi nó đói cả ngày nay rồi. Sao cả ngày nay không cho nó ăn nó uống gì hết vậy? Tôi bị bệnh. Giờ này á tôi mới ra được nhà đó. Thật ơi, thiệt là khổ. Thôi được rồi, vô nhà đợi tôi một chút đi. Rồi tôi nấu cháo rồi chín rồi nhừ rồi tôi bán cho cô nha. Thôi vô nhà đợi đi. Ở ngoài này sương gió lắm, không có nên. Tùy cô vậy. Đợi chút nha. Chút lấy tiền thối nha. Đâu rồi? Cô ơi! Cô ơi! Trời ơi! Có lẽ là nóng lọc sợ con nhà đói. Mai thế nào cũng lại mua nữa, mai thối cũng được. Sáng á có một cô gái trẻ cổ đến mua cháo, chưa kịp thối cổ giả cổ đi rồi, định mai là thối lại cho cổ đó. Cái gì vậy ông? Cái gì? Ra đây nói nghe nè. Gì nữa? Ông nói là cô gái với ông cái gì? Cục bạc. Sao ông lại đưa tôi cục đá? Kỳ vậy? Tôi coi rõ ràng mà đưa tôi cục bạc mà sao bây giờ là cục đá là sao? Trời ơi, ông nhớ lại đi nha. Cô gái đưa cho ông nhìn thấy là cái gì? Cục bạc. Rõ ràng là mấy cục bạc phải không? Ừ. Còn bây giờ đây là cái gì? Cục đá. Mà lúc cô gái đưa ông thấy là cái gì? Thì cục bạc. Ông thấy rõ ràng không? Rõ ràng. Rõ ràng là cái gì? Cục bạc. Còn bây giờ cái này là cái gì? Cũng rõ ràng là cục đá. Mà người ta đưa ông là cái gì? Không bận. Ông giận lanh không à? Thì ta đưa tôi cục bạc. Ủa sao kỳ vậy ta? Không phải, ý tôi nói là ông thấy rõ ràng là cục bạc phải không? Ừ. Rồi tại sao bây giờ là cục đá? Không lẽ là cái kẻ lừa gạt mình hôm trước? Mà tôi hỏi ông nè, ông thấy rõ ràng á là người ta đưa ông cục bạc. Đúng. Rồi bây giờ lại tôi lại cầm là cục đá. Ừ. Ủa sao kỳ cục vậy? Được
tự nhiên sao tôi thấy nổi da gà quá không? Là sao? Cục bạc cái cục đá này nè, có bao giờ là người là gì? Có bao giờ là người nói rõ đi, vậy sao tôi biết? Hỏi anh đó. Bảy giờ ba không à? Ông ơi, tôi nói thiệt á, ghê quá à. Chắc vậy rồi đó ông ơi. Bây giờ nè. Bây giờ tôi với ông á đi gặp thầy cúng đi, hỏi coi có chuyện gì, để mình biết cách mình cư xử cái người cho đúng cách nha. Đến trước giờ dần không? Dạ phải. Rồi tới đây rồi đứng ở ngoài cửa rồi nhận cháu rồi đi liền. Ông không gặp rõ mặt có đúng không? Dạ thấy ông rõ. Nhưng mà người đó không phải ở làng này, mà yếu ớt lắm, giọng nói nhỏ xíu à. Tôi chắc chắn là cái cục đá này là của cô đó đưa đó. Dạ. Mà hả, cô ta mặc đồ trắng toát à? Nếu đúng như tôi suy nghĩ là có thể người này là người cõi âm đang cần giúp điều gì cho nên tìm tới ông bà. Thôi thì vậy, ông bà nên làm phước giúp người ta đi. Lần sau á, nếu mà gặp lại á, ông bà đi theo cô ấy. Trời ơi, coi coi sao, biết đâu người ta nhờ ông bà chuyện gì đó. Thầy ơi thầy, biểu tôi đi theo người nữa hả? Trời ơi, thà tôi chết sướng hơn nữa. Sợ lắm thầy ơi, không dám theo đâu thầy. Thôi ấy, thầy cho tôi một lá bùa để cho người khuất mặt khuất mày á, đừng tới chỗ quán tôi nữa, rồi để cho tôi làm ăn buôn bán. Muốn cúng cái gì tôi cúng cho người đó cái đó, được không thầy? Đâu được. Cái gì vậy? Thầy đã dặn rồi, người ta có chuyện người ta mới nhờ tới mình, mình phải giúp người ta thôi. Nhưng mà cái đó là tùy các người thôi. Nè, cái duyên á mà được người cõi âm tìm tới á, không phải ai cũng có đâu nha. Thank you.
rung, tôi rung theo bây giờ. Đừng có thở, thở mạnh con ma nó xây lại đi. Sợ quá ông ơi. Đừng có sợ, mà sợ tôi sợ theo bây giờ. Ây da. Cảm ơn cái gì vậy? Thầy á. Thầy á. Thầy đi con ma mất dấu mình. Sao kỳ vậy bà? Sao bà thế con ma nó đứng lại? Bây giờ mình đi thử coi. Thôi đi về đi ông. Về cái gì? Đi cái kia có chuyện gì xảy ra? Đi nữa hả? Đi. Ừ. Đi. Đi. Thấy cổ ở đây mà. Mà tôi nhớ. Ủa, ở đây đâu có nhà của ai? Rõ ràng là cậu đứng ngay chỗ này nè. Rồi lại mất tiêu luôn. Đó, chỗ đó đó. Ông à, trời tối quá mà nơi đây quang vắng nữa thì làm gì có nhà cửa. Sao tôi sợ quá ông ơi. Bà làm tôi sợ đứng đây giờ. Có gì đâu mà sợ. Đi đi. Cái gì vậy? Bà có nghe gì không bà? Tôi nghe có tiếng quỷ đứt khóc. Tôi cũng nghe nữa. Nhưng mà nơi quan vắng như vậy thì làm sao mà có nhà cửa, rồi làm sao mà có tiếng con đứt khóc như vậy được. Tôi sợ quá ông ơi. Sợ cái gì bị sợ? Không có gì đâu. Đi tới còn sao. Tôi không thấy cái gì hết á. Tôi cũng đâu có hơn gì bà đâu. Có thu gì thế. Rõ ràng là cái chỗ này nè. Tôi thấy có ta chỗ này nè. Sao có thú gì nè? Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà đâu? Cái gì vậy? Té. Té thì đã làm sao đó? Không phải. Gì? Chỗ tôi té là một cái gò. Cái gò thì đã làm sao? Nhưng mà cái gò này nó cao cao. Cái cao cao mới là cái gò. Ờ. Ông à, à, có một tảng đá. Tảng đá thì đá làm sao? Ờ. Ủa, nhưng mà sao cái tảng đá này á lại có chữ? Thì có chữ mới là mộ bia. Con tiếng con nít khóc lên dưới rồi. Chạy luôn. Chạy. 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 Sao bà không chạy? Hai người dám khẳng định người phụ nữ trẻ đó biến mất vào cái mộ sao? Và có cả tiếng khóc của trẻ thơ nữa. Dạ thưa đại nhân, chính mắt và tai của vợ chồng tôi nghe thấy rõ ràng, không sai một chỗ nào hết. Mới hồi sáng này tôi và dân làng tới nơi đó thì hóa ra chỗ đó ngôi mộ mà thương gia họ Ngô cách đây một tuần chôn người vợ xấu số của mình mà ấy đang mang thai nữa. Dạ. Chẳng lẽ nơi đó có quyệt đạo sao? Có người sống ở đó à? Dạ không phải. Dạ không phải đâu đại nhân à. Mà cổ không phải là người như tôi. Ờ không, cổ không phải là người bình thường. Cổ là gì? Cổ là ma đó. Dạ thật, chỉ có ma mới biến một cục bạc thành một cục đá, mà chỉ có ma mới chui được vào trong ngôi mộ đó. Con nói thiệt mà. Dạ bẩm đại nhân, thiên hạ đang đồn đại rất nhiều về vấn đề này. Ma cỏ ở đâu ra? Cớ sao lại có chuyện này? Hãy kể đầu đuôi cho ta rõ. Dạ. Chuyện là dạo trước có một đôi vợ chồng trẻ đi viếng chùa thì có ghé ngang qua làng ta. Người vợ thì bụng mang dạ chữa, sắp đến ngày khai hoa nở nhụy. Họ ghé thuê phòng tại quán trọ cuối làng. Hai vị tới thuê phòng hả?
đúng rồi. Ông còn phòng không? À, dạ còn chứ. Cho vợ chồng ta một phòng. Chúng ta chỉ ở lại đây đêm nay, ngày mai sẽ lên đường sớm. À, dạ được. À, tôi trông phu nhân có vẻ mệt. Ừ, đúng rồi, giờ ta đang mang thai, với lại đi đường xa cho nên mệt. Mình ơi, đừng làm ta sợ mà. Cố lên đi Mình. Cố lên Mình ơi. Mình ơi, đừng làm ta sợ. Mình ơi, đừng làm tôi sợ mà. Khách quan. Mình ơi. Khách quan, có chuyện gì khách quan? Vợ của tôi. Mình ơi, tỉnh lại đi. Đừng làm ta sợ mà Mình ơi. Mình ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Mình ơi. Mình ơi. Mình đừng làm ta sợ mà. Tỉnh dậy đi Mình ơi. Khách quan, vợ của ông tắt hơi rồi. Mình ơi, tỉnh lại đi Mình ơi. Nàng không thể chết được. Nàng còn mang con của chúng ta mà. Nàng sắp lâm bồn rồi. Mình ơi. Để tôi xin với làng cho ông được mai táng nương tự của mình ở tạm đất này, để cho nàng cũng đỡ tủi thân, rồi sau này thuận tiện ông quay lại bốc mộ đưa về quê. Hả? Mang thai sắp tới ngày sinh. Hèn gì, người vợ trẻ đó đến mua cháu. Ờ. Nói là cho con mới sanh. Ờ. Vì cô ấy không có sữa. Hả? Có con chết trong lúc mang thai. Trời ơi, vậy là ma đẻ con rồi. Ủa, nếu mà là ma đẻ con, vậy thì đứa nhỏ ma đâu? Đứa nhỏ ma. Hoang đường, hết sức hoang đường. Dạ thưa quan, hiện tại thì dân làng đang đồn đại rất nhiều về chuyện ma nữ đẻ con. Theo thiện ý của tiểu nhân, để tránh những chuyện phát sinh, đại nhân hãy cho hoạt mộ đi kiểm chứng. Lúc đó thì họ sẽ không còn lời ra tiếng vào. Được, hãy truyền lệnh ta cho người mang tin quả tóc về quê của thương gia họ Ngô đó. Mời ông ta tới đây để chứng kiến việc quật mộ của vợ mình. Dạ, tôi lại đây nha. Dạ thưa quan, hiện tại thì dân làng đang đồn đại rất nhiều về chuyện ma nữ đẻ con. Theo thiện ý của tiểu nhân, để tránh những chuyện phát sinh, đại nhân hãy cho quật mộ đi kiểm chứng. Lúc đó thì họ sẽ không còn lời ra tiếng vào. Được, hãy truyền lệnh ta cho người mang tin quả tóc về quê của thương gia họ Ngô đó. Mời ông ta tới đây để chứng kiến việc quật mộ của vợ mình. Dạ, tôi lại đây nha. Ta không thể tin được. Những lời mà ngài nói hoàn toàn giống như những gì ta thấy trong giấc mơ. Không lẽ nàng muốn cho ta biết điều gì hay sao? Bởi vì dạo gần đây xuất hiện nhiều chuyện rất là kỳ lạ, cho nên quan quyết định là quật mộ càng sớm càng tốt. Ông nên mau theo tôi lên đường. Được, đi. Con à, hay là con cho mẹ đi theo cùng chứ? Không được đâu mẹ. Mẹ không khỏe trong người, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Con sẽ tranh thủ đi rồi về ngay. Nha mẹ. Trời là Phật phù hộ độ trì cho con dâu tôi được bình yên. Nắp quan tài ra. Ra bấy lâu nay mình đã hạ sanh và chăm sóc con chúng ta như thế này sao? Mình đúng là người mẹ hiền. Mình thác rồi mà vẫn chăm lo cho con của chúng ta chu đáo như vậy. Con của ta, con của ta.
là của con đây. Như vậy sao? Tội quá đi. Đứa bé này phước lớn mạng lớn, mau đưa vào trong để chăm sóc. Trời đất ơi, từ khi cha sinh mẹ đẻ ra bây giờ, lần đầu tiên mà con thấy một đứa trẻ có thể sinh ra trong quan tài từ người mẹ đã chết như vậy luôn á. Quỷ mẫu, quỷ mẫu. Từ trước tới nay ta chỉ nghe đồn đại, giờ thì ta tận mắt chứng kiến tình mẫu tử đã động tới trời đất là đây. Bỗng thật cơ chuyện là như thế nào, xin đại nhân chỉ bảo thêm, chứ bọn tiểu nhân chẳng hiểu gì cả. Cớ làm sao mà một người đã chết lại có thể sinh con được chứ ạ? Điều này á thì ta cũng mới đọc được trong sách cổ có ghi chép lại thôi. Có lẽ là khi người mẹ tắt hơi thì đúng lúc đó bào thai đã xuống dạ con, sắp ra ngoài rồi. Sau khi chết chừng một vài ngày thì áp lực trong cơ thể cũng có thay đổi, nó tạo nên một sức ép tự nhiên tống thai nhi ra khỏi bụng mẹ. Chỉ riêng trường hợp này ta không giải thích được, làm sao mà đứa bé sống được trong quan tài tối om như thế kia, và có người mẹ đêm đêm đi mua cháo về để nuôi con mình. Âu cũng là cơ trời quyền bí. Đại nhân, tôi xin đa tạ đại nhân vì ngài đã anh minh sáng suốt kịp thời cứu lấy con của tôi. Cảm ơn bà con rất nhiều. Nhờ có bà con của tôi được cứu. Hãy ráng nuôi dạy đứa bé cho tử tế. Ta tin rằng đây là một đứa trẻ đặc biệt. Mình ơi, rồi đó hả? Dạ. Mình ơi, con nó cứ khóc đòi mình suốt à? Hay là mình ở lại với tôi nha mình? Dạ không được, em phải đi. Em gửi con lại cho mình nha. Mình nhớ nuôi con khôn lớn và nên người nha mình. Mình ơi, mình đi đâu vậy? Mình ơi, Mình, Mình ơi, đừng đi mà. Ở lại với tôi đi mình ơi. Mình ơi, mình cứ yên tâm mà siêu thoát đi. Tôi hứa với mình, tôi sẽ chăm con khôn lớn thành người.
sự thật sao cha? Con là đứa trẻ được sinh ra với mồ sao? Con ra đời với một hình hài nguyên vẹn. Dù mẹ con là tắc hơi, nằm yên trong lòng đất lạnh lẽo, bằng mọi sự nỗ lực, cho dù người đời có cho là ma là quỷ là gì đi nữa, thì hơn hết vẫn là tình mẫu tử đã khiến mẹ của con đã đưa con về được với dương gian. Con ở giữa ranh giới của cõi âm và dương từ khi con chưa chào đời. Ơn trên đã cho con một khả năng thiên phú là nhìn thấy được những linh hồn chưa được siêu thoát. Nhưng cũng từ đó, để tránh những lời gièm pha dòm ngó của mọi người, cha đã chuyển nhà vào nơi hẻo lánh để sinh sống cho được yên tĩnh, để nuôi dạy con khôn lớn nên người, cho mẹ con được yên lòng. Con hiểu rồi cha ơi. Mẹ ơi, giờ này mẹ ở đâu? Sao mẹ không cho con được một lần gặp mặt mẹ chứ? Con gái, mẹ của con đã hoàn thành được tâm niệm. Có lẽ bây giờ mẹ của con đã được đi vào cõi luân hồi. Con đừng quá bi thương như vậy. Làm sao cha? Mẹ ơi, lòng mẹ thương con thật quá phi thường. Con biết làm gì bây giờ để đền đáp công ơn từ mẫu đây. Con gái, con hãy tự hào những gì mà số phận đã dành cho con, và hãy trân trọng khả năng thiên phú đó, sử dụng để giúp đỡ cho mọi người. Từ đó con mới thấy xứng đáng với tấm lòng của mẹ con đã dành cho con, xứng với sự sắp đặt của ơn trên. Con đã hiểu rồi thưa cha. Con hứa con sẽ mở lòng mình với tất cả những ai tìm tới con. Con không oán trách họ nữa, con sẽ giúp đỡ họ bằng khả năng và cả tấm lòng của mình. Ông rồi con gái. Họ Trương kia, sao ngươi dám khẳng định tên thư sinh Lý Hà kia không phải là hung thủ giết chết con gái của ngươi, trong khi đó ai cũng đều nhìn thấy bắt tại trận, thậm chí có nhiều nhân chứng thấy rằng hai người đã cãi giả với nhau to tiếng trước đó một ngày. Bẩm quan, chuyện cãi giả là có, nhưng chỉ là thật sự là tiểu nhân không có giết nàng. Tiểu nhân bị quan. Thưa đại nhân, dù tôi rất đau lòng con gái tôi đã chết, mong tìm ra hung thủ, nhưng tôi khẳng định rằng tên thư sinh này không phải là kẻ giết người. Hắn không có lý do gì bức tử con gái tôi, vì hai chúng nó rất thương mến nhau. Án mạng có thể xảy ra trong giây phút bất ngờ mà không hề định trước. Hung thủ có thể giết người do bị kích động một cái việc gì đó, chẳng hạn như là ghen tuông. Lý Hà, ngươi giải thích tại sao mà ngươi có mặt đúng lúc tại hiện trường như vậy? Ai đã bóp cổ nạn nhân? Và tại sao trong thủ quả nhà ngươi lại có sâu chuỗi ngọc? Thật sự tiểu nhân không biết gì hết. Bẩm quan, nhân chứng đã khai man, tiểu nhân bị hàm quan, tiểu nhân bị vu khống, tiểu nhân không biết gì hết á. Tiểu nhân không muốn giết người. Nhân chứng hỏi hồ. Dạ. Ngươi hãy nói rõ hơn. Dạ bẩm quan, quan cũng thấy rồi, tên Lý Hà này là một tên thư sinh nghèo rớt mồng tơi,
Đã vậy mà còn đèo bồng việc trai gái. Chính con và người làm của con trông thấy hắn sát hại chính cô gái kia. Trời ơi Quang ơi, tội cho cô gái lắm Quang ơi, tội cho cô gái lắm Quang. Quang mình xét Quang ơi. Ông Quang, thật sự là lúc đó tiểu nhân có ra chỗ hẹn, nhưng mà khi đến nơi đau xót lắm Quang ơi, nàng ấy đã chết. Đau xót sao? Đúng là lưới trời lồng lộng, cho nên khiến có người đi ra bờ sông mà bắt được gặp tại trận. Thật sự tiểu nhân bị quan mà Quang. Thật sự tiểu nhân bị quan, tiểu nhân không có giết nàng. Tiểu nhân bị quan Quang ơi. Thưa đại nhân, tiểu nữ xin được bẩm báo. Ngươi là ai? Muốn bẩm báo điều gì? Bước lên phía trước. Thưa đại nhân, tiểu nữ họ Ngô tên Nguyệt, là bằng hữu của nạn nhân trong vụ án này, cũng biết được vài manh mối, xin đại nhân tra xét. Ả kia, ở đâu mà vô đây vậy? Dạ thưa đại nhân, tiểu nhân không biết được ả này à. Xin cô hãy nói giúp ta một lời công bằng, nếu thật sự cô là bằng hữu của nàng. Cô biết gì thì cứ nói. Thưa đại nhân, là người này. Ta sao? Ta làm gì? Ngươi đâu ra nói chuyện sằng bậy gì? Thưa đại nhân, chính hắn đã từ lâu tơ tưởng đến cô ấy và nhiều lần đón đường để gạ gẫm, nhưng đều bị cự tuyệt, cho nên đã nảy sinh căm thù. Sau khi biết được hai người họ có buổi hẹn hò nên đã ngụy tạo bức thư để mà thay đổi giờ giấc, khiến cô ta tới trước nửa canh giờ. Sau khi cưỡng hiếp, hắn ta đã giết người diệt khẩu. Thưa đại nhân. Đại nhân, quan cho con lắm đại nhân, con không có làm điều đó đại nhân ơi. Thì ra là hắn. Ta nhớ rồi. Dạ thưa đại nhân, có lần con gái tôi đã kể có một tên công tử có ý đồ xấu với con gái tiểu nhân. Trời ơi, là ngươi hả? Thưa đại nhân, lúc mà nàng còn sống, nàng hãy kể cho tôi nghe, có một vị công tử háo sắc thường xuyên gạ gẫm nàng. Vì tôi thương nàng quá nên tôi bỏ qua. Thì ra là hắn. Các người ăn nói cái gì vậy? Tại sao lại vô khống cho ta? Quang ơi, bình xét cho con đi Quang. Chính con là người nói lên sự thật đó Quang ơi. Bọn họ vô khống cho con đó Quang. Lời nói của con là thật Quang ơi. Quang minh quang cho con đi Quang. Minh quang cho con đi Quang ơi. Này cô gái họ Ngô kia, giữa công đường muốn đổ tội cho ai thì phải có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Nếu không thì tội gì ngươi sẽ biết vào đó. Thưa đại nhân, dám hỏi ngài có cho khám nghiệm tử thi nàng ấy chưa ạ? Tất nhiên là có. Nàng ta bị siết cổ đến ngạt thở mà chết. Thưa đại nhân, trong móng tay của nạn nhân có để lại vết máu và da người do xô xát với hung thủ. Đại nhân có thấy không ạ? Điều này có ghi rõ, tại sao cô biết? Thưa đại nhân, hung thủ nhất định bị nạn nhân cào cấu đến chảy da tróc dãy. Xin hỏi thư sinh Lý Hà đây, trên người có vết chảy xước gì không ạ? Được. Linh. Dạ. Vạch áo ra để kiểm tra. Dạ. Bẩm đại nhân, không có gì hết. Được. Thưa đại nhân, trong khi xô xát với nạn nhân, trên vai của hung thủ có để lại 5 dấu tay của nạn nhân cào cấu rất mạnh. Mặc dù đã 3 ngày nhưng dấu đó vẫn còn rất rõ. Đại nhân, xin hãy kiểm tra người hắn. Được. Lính đâu? Dạ. Vạch áo hắn ra để kiểm tra. Không được đụng vô ta. Lính. Ý định. Dạ. Không được đụng. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Trời, cô gái tôi chết thảm vì tên này sao? Đồ súc vật, đã hãm hiếp nàng lại còn giết nàng, lại còn đổ quan cho ta nữa hả? Mọi người im lặng, ta cho hai người lui. Tên kia, chứng cứ đã quá rõ ràng, ngươi còn gì để nói nữa không? Nói gì chứ, đây chỉ là cái vết bèo cào, bèo cào khi ta đi săn thôi chứ có gì đâu. Thưa đại nhân, chưa hết, hắn còn sai gia nhân lẻn vô nhà của thư sinh Lý Hà để bỏ tan vật để du oan. Nhưng rủi cho ngươi là tên này có máu tham vật, đã cắt bớt đi một đoạn dây chuỗi ngọc để đem bán. Ta đã tìm được người chủ hiệu, và hiện tại bà ta đang có mặt ở đây. Thưa đại nhân. Được.
Cho bà chủ hiệu vào. Dạ thưa đại nhân, tôi là chủ tiệm bạc. Đúng như cô gái này nói, tên Tuất là gia nhân của vị công tử này, có cầm đến tiệm một sợi chuỗi ngọc nhờ tôi cắt bớt đi một khúc để bán. Nghe cô ấy nói đây là tang vật của vụ án nên tôi sợ mới đem lại đây. Được, lính đem tang vật lên so lại. Dạ. Được rồi, ta cho bà lui. Dạ. Tên kia, đây chính là hai chuỗi ngọc cắt ra từ một dây. Ngươi còn gì để nói nữa không? Chuỗi ngọc của ta đâu có biết là chuỗi ngọc gì. Ngươi đừng cứ vu oan cho ta. Lính đâu? Dạ. Bắt giam mang lại. Tránh ra, tránh ra, mọi người tránh ra. Ta không giết ngươi, ta không giết ngươi. Ta cho ngươi biết, cha của ta chính là cháu của quan thượng thư. Ngươi cẩn thận cái ghế của ngươi đó. Ta không giết ngươi, ta không giết ngươi. Ta không giết ngươi, ta không giết ngươi. Ta. Tại sao cô lại đây? Đi đi, đi đi, đi. Tôi không giết cô, chính cô, chính cô, chính cô đã ép tôi. Tôi không giết cô, tôi quan, quan ơi quan, cô con đi quan ơi, mà thì quan ơi, cô con đi quan, cô con chính người đã thú tội trước công đường, lên, giam hắn vào một tối. Không, tôi không có giết người. Lý Hà. Dạ. Ngươi đã được minh oan là vô tội. Lính. Dạ. Cởi trói cho Lý Hà. Còn cô gái ta. Ủa, cô ta đâu rồi? Cô gái đâu rồi? Cảm ơn chị đã giúp em bắt được hung thủ. Nếu không anh này làm sao mà giải được. Giờ em đã được siêu thoát rồi. Chị chỉ giúp một công sức nhỏ thôi. Em yên lòng mà ra đi nha. Nhớ đầu thai vô gia đình tốt nha. Chị giúp con em đi chị ơi. Kể từ đó, cô gái nhỏ bé tên Nguyệt, đứa con của bà mẹ ma, đã biết đem chút năng lực của mình ra giúp đời, giải oan cho những linh hồn bất hạnh, giúp họ tìm được liên lạc với dương gian. Dù có kẻ tin người không, nhưng trên hết, vì cô gái ấy đã được chào đời bởi sức mạnh của một tình mẫu tử thiêng liêng kỳ diệu, nên cô luôn đem sự chân tình và thấu hiểu sâu sắc ra mà đối xử với mọi người như một cách tạ ơn đến mẹ.